1 tháng 5, ông Đoàn Huỳnh Tấn Tú, phó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh Đồng Nai cho biết, bệnh viện tiếp nhận và đang điều trị cho 73 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn tiêu chảy. Các bệnh nhân cho biết, tất cả đều ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì B, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh Đồng Nai trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 30 tháng 4. Sau khi ăn, các bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện như trên nhiều người đã tự mua thuốc về nhà uống, tuy nhiên không khỏi nên phải nhập viện vào sáng ngày 1 tháng 5. Theo ông Đoàn Huỳnh Tuấn Tú, sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột. Trong số 73 nạn nhân, có 5 người sức khỏe đã ổn định, số còn lại không có diễn tiến nặng nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Ngay sau khi ghi nhận tình hình trên, Trung tâm Y tế Phòng Y tế thành phố Long Khánh cũng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn để kiểm tra, đồng thời kiểm tra cơ sở bánh mì B Cơ sở này có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tuy nhiên không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh bánh mì cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tìm nguyên nhân vụ việc. Được biết đây không phải là sự việc ngộ độc thực phẩm đầu tiên xảy ra sau khi ăn bánh mì, trước đó đã có rất nhiều sự việc tương tự xảy ra. Đây như một hồi chuông cảnh báo về vấn đề ngộ độc thực phẩm. Trước đó ngày 3 tháng 4, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, Bình Dương đã xảy ra sự việc hàng chục người nghi bị ngộ độc thực phẩm. Vụ việc ghi nhận xảy ra tại lễ hội Cổ Ông Bồn được tổ chức tại phường Lái Theo, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào sáng cùng ngày. Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, liên quan đến vụ việc 49 người ăn bánh mì, bánh bao miễn phí phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã vào cuộc bước đầu nhận định đây là sự cố về an toàn thực phẩm. Vào sáng ngày 3 tháng 4, Sở Y tế Bình Dương nhận được thông tin 49 người trong đoàn lân sư rồng tại lễ hội ông Bồn, thành phố Thuận An nhập viện. Sở đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Thuận An khẩn trương tập trung xử lý, tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều trị cho người bệnh. Sở Y tế cũng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm điều tra vụ việc, xét nghiệm mẫu thức ăn theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trước đó khoảng 4 đến 5 giờ ngày 3 tháng 4, sau khi ăn bánh mì, bánh bao của người dân Phát, nhiều người dân trong đoàn mùa lân đã có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Thuận An để kiểm tra sức khỏe. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, có 49 ca nhập viện với các triệu chứng ban đầu là ói, đau bụng, tiêu chảy. Đa số trường hợp đều xuất hiện các triệu chứng sau khi ăn bánh mì, bánh bao phát miễn phí từ 1 đến 2 giờ. Vấn đề an toàn thực phẩm lại một lần nữa khiến dư luận hết sức lo lắng trong những ngày qua khi xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục người, thậm chí hàng trăm người là nạn nhân. Trước đó vào hồi tháng 9 năm 2023 đã xảy ra sự việc hơn 150 người nhập viện sau khi ăn bánh mì phượng tại Hội An. Đây như một hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề ngộ độc thực phẩm. Như báo Sức khỏe và đời sống đã đưa tin, vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, Kết quả kiểm nghiệm mẫu lấy từ tiệm bánh mì Phượng đã xác định có vi khuẩn Bacillus cereus là một trong những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu. Bác sĩ Mai Văn Mười, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Viện Pasteur Nha Trang đã thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng tại số 2B, Phan Châu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam. Theo đó, kết quả kiểm nghiệm 12 mẫu thực phẩm, một mẫu xác định có nhiều thực phẩm là ở trong ổ bánh mì bị nhiễm khuẩn. Sự việc được ghi nhận vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, Trung tâm Y tế thành phố Hội An nhận được tin cả gia đình 5 người ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Phượng đã bị ngộ độc và được điều trị tại bệnh viện. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế cũng đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý vụ ngộ độc thực phẩm. Qua khai thác thông tin, đoàn kiểm tra ghi nhận không chỉ có 5 người trên sau khi ăn bánh mì Phượng bị ngộ độc mà còn có rất nhiều người khác đang nằm điều trị tại một số bệnh viện tại tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Tính đến chiều ngày 4 tháng 9 năm 2023, đã có 150 bệnh nhân nhập viện, bao gồm cả người dân và du khách. Ngoài ra còn tiếp nhận qua điện thoại khoảng 15 trường hợp có triệu chứng nhẹ. Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt cao, đôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài. Theo lời khai của những người bị ngộ độc, họ đều có ăn bánh mì phượng. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết thêm, Sở Y tế đã chỉ đạo các sở y tế trên địa bàn khẩn trương cấp cứu, điều trị đối với các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân hoàn toàn đã ổn định và đã được xuất viện. Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cho tạm dừng hoạt động cơ sở bánh mì Phượng, đồng thời tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khi có kết luận điều tra. Theo các bác sĩ, ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thức ăn, trúng thực là tình trạng người bệnh bị trúng độc, ngộ độc, gian phải những thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc hoặc các loại thực phẩm bị biến chất, ôi thiêu, vượt quá liều lượng cho phép các chất bảo quản, chất phụ gia nếu ngộ độc ở mức độ nhẹ người bệnh sẽ có thể khỏe lại sau vài ngày tuy nhiên trong trường hợp nặng sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu không được điều trị kịp thời chia sẻ về báo sức khỏe và đời sống bác sĩ Trung khoa một phạm thị việt anh phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện 198 thông tin ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thực ăn là tình trạng gây ra do thức ăn uống phải những nước bị nhiễm khuẩn nhiễm độc hay những loại thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn virus ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật vi khuẩn virus ký sinh trùng nấm men và nấm mốc hoặc có thể ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất ôi thiêu một số loại thực phẩm để lâu hoặc bị ôi thiêu thường phát sinh ra những chất độc dầu mỡ dùng đi dùng lại nhiều lần ngộ độc do ăn phải những thực phẩm có sẵn chất độc khi ăn phải những thực phẩm có sẵn chất độc rất có thể bị ngộ độc như cá nóc cá cóc mật cá chấm nấm độc khoai tây mọc mầm một số quả đậu bên cạnh đó ngộ độc thực phẩm còn do nhiễm các chất hóa học do thực phẩm được nuôi trồng chế biến tại các khu vực nguồn nước đất bị ô nhiễm mà kim loại nặng xuất phát từ khâu sản xuất bảo quản chế biến thực phẩm ngộ độc thực phẩm cũng có thể do chất bảo quản chất ép chín trái cây thuốc bảo quản thực vật hóa chất phụ da bên cạnh đó ngộ độc thực phẩm còn do vi sinh vật vi khuẩn virus ký sinh trùng nấm men và nấm mốc ngộ độc thực phẩm hay là ngộ độc thức ăn là cái tình trạng người bệnh bị trúng độc hay là ngộ độc đồ ăn thức uống mà những thức ăn đồ uống này thì có do nhiễm khuẩn hoặc là cái tình trạng bị biến chất hay là ôi thiêu hay là quá sử dụng các cái chất phụ da hoặc là các cái chất bảo quản mà quá liều lượng cho phép thì sẽ gây ra cái tình trạng ngộ độc thực phẩm. Các cái dấu hiệu nhận biết thì sau khi mà người bệnh bị ngộ độc thì có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc là vài ngày. Uh, các cái triệu chứng thì các cái dấu hiệu từ nhẹ đến nặng nhưng thông thường thì có thể là các cái triệu chứng như là uh, đau bụng nôn buồn nôn sốt hay là tiêu chảy và các cái dấu hiệu này thì nó cũng rất dễ nhầm với các cái bệnh lý tiêu hóa khác. Thì sau khi ngộ độc thì cũng cần được nghỉ ngơi và bù nước điện giải, đặc biệt là mình nên cho bệnh nhân sử dụng uống olezo tại nhà. Còn trong các cái trường hợp mà thấy bệnh nhân có các cái dấu hiệu ví dụ như là uh, tụt huyết áp, thấy bệnh nhân vã mồ hôi, chân tay lạnh hay là bồn chồn lo no lắng hoặc là choáng ngất hay là các cái trường hợp như là rối loạn nhịp tim thì lúc đấy mình cần phải đưa một người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu cái các cái dấu hiệu nhận biết thì sau khi mà người bệnh bị ngộ độc thì có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc là vài ngày các cái triệu chứng thì các cái dấu hiệu từ nhẹ đến nặng nhưng thông thường thì có thể là các cái triệu chứng như là đau bụng nôn buồn nôn sốt hay là tiêu chảy và các cái dấu hiệu này thì nó cũng rất dễ nhầm với các cái bệnh lý tiêu hóa khác như là viêm dạ dày hay là viêm ruột thừa, thừa. À, về cái cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cũng như là bảo quản uh, thực phẩm thì uh, thứ nhất là mình phải rửa tay trước khi ăn và trước khi chế biến thực phẩm rửa uh, tay sau khi đi vệ sinh hoặc là uh, nếu mà chăm sóc trẻ nhỏ thì sau khi thay tã hoặc là đối với những bệnh nhân mà người người mà có hay uh, hút thuốc hay là hắt hơi hay là ho hay là sổ mũi thì cũng nên rửa tay sau khi mà chạm vào thực phẩm sống thì cũng phải rửa tay nếu và cách các cách, cách để chế biến bảo quản thực phẩm đó là phải nấu chín kỹ thức ăn các loại trứng loại thịt và không ăn các cái thực phẩm tươi sống hay là các cái thịt tái mà chưa được chế biến chín à, đặc biệt là trong quá trình bảo quản thực phẩm thì mình phải tránh các cái lây chéo thực phẩm ví dụ như là đồ ăn sống đồ ăn chín thì không nên để cùng với nhau. Cũng theo bác sĩ Việt Anh ngộ độc thức ăn là một mối lo trước mắt và luôn luôn có nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi đây là bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra rất phổ biến, nhất là ở nước ta đang phát triển. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc thức ăn, trong đó có thể là do nguyên liệu làm thức ăn, bao gồm vật nuôi, làm thức ăn, trái cây tươi, củ quả, rau xanh, chứa những loại vi khuẩn và cả thủy hải sản bị nhiễm vi khuẩn, virus từ nguồn nước bị ô nhiễm. Chính vì vậy, lý do đầu tiên làm thức ăn bị nhiễm vi sinh vật đó là do dùng nguyên liệu nhiễm trùng, nguyên liệu sống, rau xanh, trái cây sử dụng phân hữu cơ khi nuôi trồng. Loại thực phẩm tồn trữ, bảo quản, chế biến, vận chuyển không đúng cách cũng sẽ bị lây nhiễm vi sinh vật, từ đó lan tỏa độc tố. Ngoài ra, ô nhiễm thực phẩm có thể xảy ra khi chúng ta chạm vào nguồn thực ăn bị nhiễm khác hoặc chúng tiếp xúc với vật dụng chế biến thực phẩm bị ô nhiễm, như kệ được chúng thực ăn, đồ sống đầu chín, dao thớt cũng là lý do gây ra ngộ độc thực phẩm. Triệu chứng của ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện từ vài giờ cho đến vài ngày kể từ khi bạn ăn thức ăn bị nhiễm độc triệu chứng nặng nhẹ kéo dài mau khỏi phụ thuộc vào các loại tác nhân gây ngộ độc lượng thức ăn tiêu thụ và hệ miễn dịch của bạn việc điều trị ngộ độc thực phẩm sẽ phụ thuộc vào chủng loại gây ra ngộ độc là vi khuẩn virus hay ký sinh trùng và lượng chất độc đã ăn phải biểu hiện ngộ độc thức ăn có thể là tiêu chảy có khi chỉ thoáng qua rồi tự hết cũng có khi rầm rộ phân toàn nước hoặc có nhảy máu người bệnh có thể đau bụng âm ỉ mất dặn hoặc quặn từng cơn người bệnh cũng có thể buồn nôn và nôn có khi kèm theo sốt cao lạnh run nếu kéo dài hơn 24 giờ sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm trùng huyết. Bác sĩ Việt Anh chia sẻ, đau bụng là một trong những biểu hiện của ngộ độc thực phẩm đầu tiên mà bạn thường gặp. Trong trường hợp ngộ độc thực phẩm, các vi sinh vật gây hại có thể tạo ra độc tố gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ruột. Điều này có thể dẫn tới viêm đau ở dạ dày, làm xuất hiện các triệu chứng đau bụng. Nguyên nhân gây ra triệu chứng đau là do sự co thắt cơ dạ dày vùng trên rốn hoặc giật non quanh rốn để tăng tốc độ chuyển động tự nhiên của ống tiêu hóa nhằm loại bỏ các sinh vật gây hại càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, đau bụng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý và tình trạng sức khỏe. Do đó, nếu triệu chứng này xuất hiện đơn lẻ, vẫn chưa đủ điều kiện để kết luận rằng bạn bị ngộ độc thực phẩm. Tiêu chảy cũng có thể là một dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm. Tiêu chảy là biểu hiện ngộ độc thực phẩm phổ biến là tình trạng đi phần lỏng trên 3 lần trong khoảng 24 giờ. Đây là một triệu chứng chúng thực điển hình xảy ra khi tình trạng viêm kéo dài khiến cho ruột làm việc kém hiệu quả trong quá trình tái hấp thu nước và các chất lỏng khác tiết ra trong quá trình tiêu hóa. Tình trạng tiêu chảy cũng có thể đi kèm với những triệu chứng của ngộ độc thực phẩm khác như cảm giác luôn muốn đi vệ sinh, đầy hơi hoặc đau bụng. Tần suất bị tiêu chảy nhiều có thể do cơ thể bị mất nước và các khoáng chất nặng hơn có thể tụt huyết áp. Do đó, điều quan trọng là bạn cần phải bổ sung đầy đủ nước để duy trì lượng nước cho cơ thể ổn định tuần hoàn. Để kiểm tra xem có bị mất nước hay không, bạn hãy theo dõi màu nước tiểu của mình. Bình thường, màu nước tiểu là màu vàng nhạt hoặc trong. Nếu nước tiểu sẫm màu hơn, lượng nước tiểu ít đi, cảm giác luôn khát nước, môi khô là dấu hiệu cảnh báo tình trạng mất nước nghiêm trọng. Đau đầu cũng là một biểu hiện của ngộ độc thực phẩm. Theo bác sĩ Việt Anh, ngoài hai dấu hiệu kể trên thì đau đầu chóng mặt cũng có thể là dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, bạn cũng có thể bị nhức đầu do một số nguyên nhân khác như căng thẳng, uống quá nhiều rượu. Thức ăn có nhiều bột ngọt, mất nước và mệt mỏi. Do đó, dấu hiệu ngộ độc thực phẩm luôn là nôn mửa và tiêu chảy dẫn tới đau đầu. Đặc biệt, triệu chứng này xảy ra khi bệnh nhân mất nước và sốt. Khi bị ngộ độc thực phẩm, người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán ăn. Trong một phần của phản ứng miễn dịch, cơ thể sẽ giải phóng ra các chất hóa học được gọi là cytokine. Cytokine có vai trò quan trọng giúp điều hòa phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với tình trạng nhiễm trùng bằng cách truyền thông tin cho tế bào miễn dịch và tìm đến tiêu diệt mầm bệnh. Quá trình này diễn ra với những biểu hiện như sốt, đau cơ, chán ăn, mệt mỏi. Do đó, nếu bạn cảm thấy đuối sức hoặc mệt mỏi do bị ngộ độc thực phẩm, điều tốt nhất bạn nên làm đó là lắng nghe cơ thể và hãy nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục. Buồn nôn và nôn Buồn nôn và nôn là dấu hiệu tự nhiên thường xảy ra của những người bị ngộ độc thực phẩm. Điều này xuất hiện khi cơ bụng và cơ hoành co bóp, khiến bạn phải đưa những chất có trong dạ dày ra khỏi hệ thống tiêu hóa qua đường miệng. Đây là một cơ chế bảo vệ xảy ra khi cơ thể của bạn gắng sức loại bỏ đi các sinh vật độc tố nguy hiểm mà nó phát hiện có hại. Trong thực tế, dấu hiệu ngộ độc thực phẩm thường dẫn tới những cơn nôn mửa kéo dài, sau đó người bệnh sẽ giảm dần mức độ, tuy nhiên cũng có người lại nôn mửa liên tục nhiều hơn. Cách tốt nhất là bạn hãy đến gặp bác sĩ hoặc sực sĩ để tránh tình trạng nôn mửa gây ra mất nước. Ấn lạnh, dùng mình, Dùng bình ấn lạnh là dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm khi người bệnh có thêm những triệu chứng tiêu chảy. Theo các chuyên gia sức khỏe, cảm giác ớt lạnh có thể xảy ra khi cơ thể của bạn run lên để tăng nhiệt độ cơ thể. Những cơn rùng bình là kết quả của việc cơ bắp hoạt động co bóp và thư giãn nhanh chóng nhằm tạo ra nhiệt. Trên thực tế, tình trạng ớn lạnh thường đi kèm với những cơn sốt. Sốt là một dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm khi nhiệt độ cơ thể của bạn tăng lên 38 độ C. Đây cũng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh nhân xuất hiện một phần ở trong cơ chế phòng thủ tự nhiên của cơ thể sự gia tăng nhiệt độ làm tăng hoạt động của các tế bào bạch cầu giúp bạn chống lại sự nhiễm trùng. Sốt làm tăng kích thích sự gia tăng nhiệt độ để giải phóng bởi hệ thống miễn dịch hoặc vi khuẩn truyền nhiễm đã xâm nhập vào cơ thể. Vậy cần làm gì để phòng ngừa ngộ độc thực ăn? Việc phòng ngừa ngộ độc thực ăn cần phải được chú trọng nên ăn chín uống sôi, rửa tay bằng sập phòng trước khi hoặc sau khi đi vệ sinh nhất là những người chế biến thực phẩm. Tránh dùng những loại thực phẩm nguyên liệu không đảm bảo an toàn như trứng bị vỡ, thịt cá hải sản không tươi thực hiện nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến, không để lẫn lộn nguyên vật liệu sống và thực phẩm chín nhằm giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo. Bảo quản thực phẩm đúng cách, không để thực phẩm đã nấu ở nhiệt độ quá lâu trong phòng. Xem hạn sử dụng in trên bao bì và chỉ số an toàn, chất lượng của thực phẩm. Khi chế biến rau củ quả, phải rửa thật kỹ, rửa sạch dưới vỏ nước trước khi dùng. Cần phải rửa tay, dao, thớt ngay sau khi xử lý thực phẩm tươi sống. Thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh, giữ nhiệt độ 40 độ C hoặc thấp hơn. Tủ đông, nhiệt độ khoảng 0 độ C hoặc thấp hơn.